Thuần Mỹ, địa danh nằm bên dòng sông Đà đầy thơ mộng, thuộc địa phận huyện Ba Vì, chỉ cách trung tâm Hà Nội chừng 70 km. Đến với Thuần Mỹ khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe, chúng ta mới cảm nhận hết được vẻ đẹp thơ mộng nơi đây. Với ngọn núi Ba Vì đã đi vào truyền thuyết Tản Viên Sơn quanh năm mây phủ, phía xa xa là dãy núi dãy lưỡi hái của vùng đất Thanh Thủy Phú Thọ. Cũng nghiêng xanh cùng soi bóng sông Đà đang độ đầu thu càng thêm xanh thắm. Thuần Mỹ tràn ngập sắc xanh, sắc vàng bồng bềnh trong nắng gió. Trên con đường bê tông dẫn đến khoáng nóng thôn 5 xã Thuần Mỹ nằm ngoài đê, chúng ta cảm nhận được một vùng quê yên ả và thanh bình đang đổi thay từng ngày bởi thiên nhiên ban tặng cho Thuần Mỹ mỏ nước khoáng nóng tiềm năng với hàng triệu mét khối sâu dưới lòng đất. Nước khoáng nóng nơi đây có nhiều hàm chất vi lượng rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Nhiệt độ trung bình của nước khoáng từ 45 đến 55 độ C. Ấy vậy mà chính chúng ta, nhiều du khách từ Hà Nội vẫn chưa hề biết đến. Du lịch khoáng nóng thì không còn xa lạ gì với chúng ta. Những địa danh nổi tiếng trong tour du lịch khi nhắc đến ai cũng biết như khoáng Thanh Thủy Phú Thọ, khoáng nóng Mỹ Lâm Tuyên Quang, khoáng nóng Kênh Gà Ninh Bình, khoáng Trạm Tấu Yên Bái, khoáng nóng Kim Bôi Hòa Bình, khoáng Quang Hanh Quảng Ninh, vân vân. Hôm nay, Let's Tour xin giới thiệu đến quý khách video giới thiệu nguồn khoáng nóng Thuần Mỹ ngay Hà Nội, vừa gần, vừa thuận tiện lại vô cùng hấp dẫn cho trải nghiệm cuối tuần. Bể bơi khoáng nóng duy nhất và quy mô nhất trên địa bàn là cơ sở dịch vụ du lịch Hồng Viên và Trang Viên thuộc thôn Nam Thuần Mỹ. Nước khoáng nơi đây được bơm lên trực tiếp ở độ sâu khoảng 70 đến 80 mét dưới lòng đất, vẫn còn nóng hổi tự nhiên, giúp du khách đắm mình trong bể bơi, thỏa thê vùng vẫy, dâm gian da thịt, bồng bềnh như trong mơ. Đến Thuần Mỹ tắm khoáng nóng là một lựa chọn du lịch cuối tuần tuyệt vời và bổ ích cho du khách. Nơi đây thuận tiện cho du khách đi trong ngày hoặc lưu trú qua đêm. Bởi vùng đất Ba Vì vốn đã nổi tiếng với rất nhiều khu du lịch sinh thái và các resort nghỉ dưỡng, Thuần Mỹ sẽ là một điểm đến kết hợp trong hành trình du lịch cuối tuần của du khách. Tour du lịch Ba Vì kết hợp tắm khoáng nóng Thuần Mỹ đã được Let's Tour thiết kế phong phú và đa dạng để phù hợp với nhu cầu của bất cứ du khách nào. Xin vui lòng truy cập website letstour.com để lựa chọn tour phù hợp với kế hoạch của bạn nhé. Thank you.
đến với Hồng Viên và Trang Viên, thuần mỹ. Ngoài tắm khoáng ngâm mình trong bể bơi rộng lớn, du khách còn có các lựa chọn tắm khoáng đa dạng khác như tắm phòng riêng, tắm phòng sục xoáy, phòng sục tập thể, ngâm bồn khoáng nóng v.v. Sau những giây phút ngâm mình tận hưởng nguồn khoáng chất tự nhiên, bao âu lo mỏi mệt của cuộc sống tan biến, du khách lại tiếp tục được thưởng thức hương vị ẩm thực địa phương như cá sông Đà, gà ta chạy bộ và rau sạch để nạp năng lượng cho cơ thể tại nhà hàng Trang Viên. Không chỉ có vậy, Hồng Viên và Trang Viên với hệ thống phòng nghỉ tiện nghi và hiện đại sẽ đáp ứng được nhu cầu lưu trú của du khách khi đến với Thuần Mỹ. Đến khoáng nóng Thuần Mỹ, du khách còn được tản bộ trên con đường làng quê Thanh Bình, chiêm ngưỡng vẻ đẹp dòng sông Đà xanh biếc và bãi cát bồi tự nhiên đẹp tựa bãi biển. Men theo đó là sắc màu rực rỡ của cánh đồng hoa trải dài như bất tận ven sông, với đầy đủ loài hoa khoe sắc quanh năm như hoa cúc, hoa hướng dương, dã quỳ, giúp du khách thật sự ngỡ ngàng trước một thiên đường sống ảo, thỏa sức chụp ảnh check-in và ghi lại những khoảnh khắc đáng giữa đất trời Thuần Mỹ, Ba Vì. Bạn sẽ cảm nhận được lựa chọn cuối tuần về với Thuần Mỹ là hoàn toàn xứng đáng. Quý khách cần tư vấn và đặt tour du lịch cuối tuần đi Ba Vì khoáng nóng Thuần Mỹ, xin liên hệ hotline 0904 566 444. Hãy đăng ký kênh YouTube này để cập nhật các thông tin du lịch mới nhất từ Les Tour bạn nhé!